Chúng tôi sử dụng nền tảng 3D để tạo ra một sản phẩm cực kỳ phức tạp. Đó là tổ hợp giao thông vận tải Skyway, bao gồm các ngành khác nhau và các lĩnh vực khác nhau, rất khó để giao tiếp kết nối. Các kỹ sư làm việc trên cấu trúc đường dây có thể giao tiếp với các cơ sở xây dựng, cho phép theo dõi tất cả các giao diện, tất cả các loại mâu thuẫn tiềm ẩn, nếu chi tiết mọi thứ trong môi trường ảo, giao tiếp bằng cách sử dụng cộng đồng trực tuyến và công nghệ web. Từ góc độ người dùng, lợi thế rõ ràng và quan trọng nhất là nền tảng này tương tác linh hoạt và được cá nhân hóa. Nó biểu hiện như thế nào? Ví dụ, để thiết lập các mục tiêu quản lý và kiểm soát dự án mà không cần nhiều sức mạnh tính toán, người ta có thể dễ dàng sử dụng phiên bản trình duyệt dành cho thiết bị di động. Đối với tôi, tính năng phù hợp nhất của nền tảng là triển khai phương pháp thiết kế AFINPI cho phép người quản lý dự án thiết lập các thông số kỹ thuật logic và chức năng, xác định các yêu cầu áp dụng và tạo liên kết đến một mô hình vật lý thực. Do đó, đảm bảo quy trình hoàn toàn có thể truy nguyên được từ cơ sở thiết kế, từ thông số kỹ thuật cấp cao nhất đến triển khai cuối cùng dưới dạng mô hình vật lý. Bộ công cụ nền tảng HSCM Adelaide Voder, nhờ bộ công cụ của nền tảng và thực tế là các nguyên tắc khác nhau được triển khai trong cùng một công cụ, chúng tôi có thể tạo ra một môi trường nơi tất cả các chuyên gia làm việc trên sản phẩm có thể quan sát công việc của các chuyên gia ở các khu vực lân cận, có thể đánh giá nó, xem công việc khu vực của họ như thế nào, và nhanh chóng nắm được chi tiết một lĩnh vực mà họ đang làm việc cùng với các ngành khác. Зону, да, то есть, которые они работают совместно с другими дисциплинами.